Thưa quý vị, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã có kế hoạch tiếp tục sắp xếp mạng lưới trường học công lập theo hướng tinh gọn, thu gọn các điểm trường gắn với nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục. Theo kế hoạch, từ năm 2023 đến năm 2026, sau khi tiến hành sắp xếp, quy hoạch lại mạng lưới trường học các cấp trên địa bàn, toàn tỉnh sẽ giảm 11 cơ sở giáo dục. Nếu thực hiện theo lộ trình, thì đến năm 2026, toàn tỉnh sẽ còn 546 đơn vị trường học mẫu giáo, phổ thông công lập, gồm 188 trường mầm non, 170 trường tiểu học, 147 trường trung học cơ sở và 40 trường trung học phổ thông. Việc rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp phải phù hợp với yêu cầu phát triển giáo dục của từng địa phương nói riêng và yêu cầu phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh nói chung, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường.